Lisa Blackpink diện nguyên set đồ của đối thủ Dior đi gặp đệ nhất phu nhân Pháp. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Lisa và Celine có nhiều dấu hiệu bất ổn khiến người hâm mộ hoang mang. Tuy Lisa vẫn xuất hiện trong các sự kiện của Celine, vẫn có mặt trong chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập mới của hãng nhưng hai bên dường như không còn thân thiết như trước. Dạo gần đây, tần suất Lisa mặc đồ của các nhà mốt khác không phải Celine tăng lên đáng kể. Tất nhiên không có điều khoản nào chặt chẽ tới mức các đại sứ thương hiệu chỉ được mặc đồ của nhà mốt mình đang quảng bá. Nhưng ở các lần xuất hiện quan trọng, có nhiều người quan tâm thì các thành viên Blackpink đều khéo léo chọn sản phẩm từ người nhà. Ấy thế mà từ cuối năm 2023 đến giờ, khi ra sân bay rồi tham dự sự kiện là những nơi có nhiều ống kính máy ảnh chĩa vào, Lisa lại trang diện đồ Dior hoặc một vài thương hiệu đình đám khác như Miu Miu, Louis Vuitton chứ không phải Celine. Mới đây nhất, Lisa gây bão với bức ảnh vô cùng thân thiết bên với đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron. Em út của Blackpink được đích thân phu nhân quyền lực nhất nước Pháp Cheo giúp trước cơn mưa nặng hạt. Tuy diện set đồ đen toàn tập nhưng Lisa vẫn tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ của mình. Và khi truy tìm xuất xứ những món đồ Lisa khoác lên người trong sự kiện hôm đó, netizen càng bất ngờ hơn. Từ bốt đến chân váy, áo khoác đều của nhà mốt Dior với họa tiết đặc trưng của nhóm. Chỉ có chiếc túi xách nhỏ nhắn trên cổ tay Lisa là thuộc về Celine, nếu không có món đồ này thì khéo khán giả lại tưởng Lisa đã trở thành đại sứ Dior từ lúc nào không rõ. Nhiều người cho rằng bạn trai tin đồn của Liz là con trai của ông chủ tập đoàn LVMH nắm giữ nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu, nên Lisa có mặc đồ của nhà mốt thuộc LVMH cũng là chuyện bình thường. Chưa kể dù là đại sứ toàn cầu của Celine, Lisa vẫn có thể bắt tay với các nhà mốt khác như tham gia thiết kế cho một bộ sưu tập nhất định, làm người mẫu cho một chiến dịch quảng bá.